bé Lavi ra sân bay đón Phùng Ngọc Huy. Bé Lavi cùng ông bà nội ra phi trường Tân Sơn Nhất đón Phùng Ngọc Huy bay từ Mỹ về Việt Nam hôm 9 tháng 8. Phùng Ngọc Huy cho biết đáp xuống thành phố Hồ Chí Minh lúc nửa đêm nhưng không thấy mệt mỏi vì con gái và người thân đã chờ sẵn. Ban đầu, Lavi còn ngượng ngùng nhưng sau đó chạy lại ôm chầm ba, anh nói. Trước đây, ca sĩ hình dung Lavi rất cao nhưng khi gặp thấy bất ngờ vì con nhỏ nhắn. Con không khác nhiều so với lúc hai ba con nói chuyện qua điện thoại, vẫn đáng yêu và lý lắc. Tôi ngắm con, thấy tràn đầy hạnh phúc, anh bày tỏ. Sau đó, Lavi cùng ba về nhà ông bà nội ở quận Gò Vấp. Hôm sau, hai ba con dậy sớm đi ăn sáng và gặp gỡ vài người bạn. Theo Phùng Ngọc Huy, lần này anh về Việt Nam thăm con chứ chưa đưa bé đi vì còn chờ thủ tục bảo lãnh. Anh cho biết sẽ ở Việt Nam khoảng 3 tuần sau đó quay về Mỹ, sắp xếp công việc để tháng 10 trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi gặp con là vui rồi, chưa lên kế hoạch gì cụ thể vì bé vẫn đang học hè, ca sĩ nói. Anh muốn tranh thủ thời gian chăm Lavi, hưởng không khí gia đình sau nhiều năm xa xứ. Một tháng trước, Phùng Ngọc Huy thông báo nhận quốc tịch Mỹ và nộp giấy tờ xin đón bé Lavi qua định cư. Anh nói không tránh được căng thẳng khi sắp thành gà trống nuôi con, nhưng sẽ nhờ chị gái, hiện sống ở Đà Lạt, và bạn bè giúp đỡ. Trước ngày về Việt Nam, anh căng thẳng đến mất ăn, mất ngủ và thường tưởng tượng khoảnh khắc được ôm ghì con gái. Anh cũng tranh thủ học nấu nướng, làm bánh để trổ tài làm những món ăn ngon cho Lavi. Phùng Ngọc Huy sinh năm 1985, được biết đến với vai trò ca sĩ và diễn viên. Trước khi qua Mỹ định cư, anh thực hiện một số MV chung với người yêu cũ, cố diễn viên Mai Phương. Ngoài ra, sự nghiệp diễn xuất của anh được đánh dấu bởi vai quốc trong phim Cổng Mặt Trời, đoạt giải Mai Vàng năm 2010, phim Chạm Vào Quá Khứ, Mua Láng Giềng Gần, Tay Chơi Miệt Vườn. Mối tình Phùng Ngọc Huy, Mai Phương bắt đầu sau phim Cổng Mặt Trời. Cả hai đón bé Lavi vào năm 2013 nhưng chỉ một năm sau đó thì chia tay. Lavi tên thật là Phùng Ngọc Thiên Như, sống cùng người thân và bảo mẫu sau khi mẹ qua đời hồi tháng 3 năm 2020. Thời gian này, Phùng Ngọc Huy chưa thể về đón con nên chịu nhiều điều tiếng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.